Chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt webtoon. Để cài đặt webtoon, chúng ta sẽ phải có tài khoản trên Tekla Warehouse, và với những người dùng có bản quyền phần mềm Tekla Checker sẽ lên trên trang Tekla Warehouse để tải các cái tool để phục vụ cho công việc. Nó sẽ có vô vàn các cái extension để hỗ trợ cho quá trình làm việc với phần mềm Tekla Checker ở trên đây. Ở đây chúng ta sẽ gõ bep để chúng ta sẽ tải cái bep tool. Ở đây hiện đã có version mới nhất là version 1.3 cho các cái phiên bản. Để cài, chúng ta sẽ vào OC, vào program data, vào phần extension, vào phần to be install. Chúng ta copy cái file tsep và chúng ta sẽ tắt phần mềm Tekla đi. Và để tool này nó sẽ tự động cài khi chúng ta mở Tekla ở đằng sau. Đó. Chúng ta đợi một vài giây thì bộ tool nó sẽ được extract vào trong cái phần mềm. Ở đây thì bộ tool bep này sẽ được sử dụng cho việc mô hình các cái cấu kiện nhà tiền chế. Chúng ta sẽ mở cái mô hình lên để xem cái phần bep tool này nó đã có ở trong cái phần component chưa. Ở đây các cái loại cấu kiện cột thép và tổ hợp. Nói chung cái thép tổ hợp là dùng bộ bep tool. Như vậy là bộ bep này đã được cài thành công trong cái phần application and component.